Nếu đã đi theo nghề kế toán, đấy là quan điểm của chị.
còn tất nhiên mỗi người có một sự lựa chọn, có thể bọn em học âm nhạc hay là bọn em học cái gì, vẫn là kế toán thôi, vẫn học được mà, đâu có phải là không làm được cái ngành nghề đâu đúng không? Magda chị có xin giới thiệu một chút, không thì tí nữa chị sẽ nói về ngành nghề sau. Magda là một công ty kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế, tư vấn doanh nghiệp, nhưng mà tiền thân của Magda chính là một công ty về kế toán, là một tự hào là một trong những công ty kế toán nước ngoài lớn nhất ở Việt Nam hiện nay. Bọn em có thể nhìn lên cái slide này nó hơi bị mờ một chút, thì chính là tất cả các dịch vụ của Magda. Thứ nhất là dịch vụ kiểm toán, dịch vụ kế toán, dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, dịch vụ thuế. Thuế là một mảng rất là lớn của Magda. Ở Magda có ba từ keyword mà sau này bạn nào phỏng vấn Magda mà nói được ba từ này là chị cho vào qua luôn này. Thứ nhất là một công ty international firm, thứ hai là một công ty digital corporate, và thứ ba là một công ty independent. Thứ nhất là một công ty quốc tế, thứ hai là một công ty độc lập và công ty. Tại sao chị lại nói là Magda là một integrated hay là người ta gọi là global firm? Thì khác với tất cả các big four nhá, bọn em biết là có bốn công ty kiểm toán kế toán lớn tại Việt Nam. Thì điểm khác biệt của Magda là gì? Bạn nào có bạn nào đã từng bao giờ lên trang web của Magda chưa, giơ tay xem. Em rồi đúng không? Em có biết điểm khác biệt của Magda với các công ty khác ở Việt nào không? Về dịch vụ thì Magda cung cấp tất cả các dịch vụ, anh có thể nhìn thấy đây là giống các công ty khác đúng không? Giống hết, thuế này, kiểm toán, kế toán này, kế toán trong nhà này. Nhưng mà thì cũng là một công ty international như các công ty khác đúng không? Cũng là một công ty independent giống các công ty khác đúng không? Hay là như nào, hay có gì điểm khác biệt đây? Chỉ phân tích một chút, một tí thôi là có một điểm khác biệt lớn nhất của Magda và các công ty Big Four hiện nay. Đó là Magda là một công ty global firm, tức là công ty mẹ của Magda tại Pháp và công ty con tại Việt Nam và các nước khác. Vậy thì khác ở chỗ nào? Những cái nước kia ấy, thì các bạn, các công ty kia ấy, thì các bạn chỉ là ví dụ như PwC ở Việt Nam thì nó chỉ là franchise thôi. Franchise là như nào? Khi em đạt được cái tên, khi em đạt được cái cách làm kiểm toán, kế toán mà đủ tiêu chuẩn quốc tế thì lúc đấy em được làm franchise. Có nghĩa là công ty mẹ có vấn đề gì thì công ty con cũng không bị ảnh hưởng gì hết, người ta không phải là mẹ con. Còn ở Magda cái điểm khác biệt lớn nhất ở đây chính là công ty mẹ con. Điểm lợi thế của những công ty này, các em cũng phải hình dung ra rằng là khi mà làm cho những công ty này thì độ đảm bảo của dịch vụ người ta sẽ rất là cao, bởi vì người ta phải làm sao mà người ta giữ được cái tên và cái thương hiệu của người ta ở tất cả các nước. Và đặc biệt là Magda là một công ty của Pháp thì em biết rồi, các bạn đến từ nước Pháp hay là ở Pháp thì họ rất là cẩn thận và họ làm rất là chỉnh chu. Đấy nhá, qua slide để em hiểu là Magda khác công ty kiểm toán ở chỗ nào. Vậy thì lý do vì sao mà mình không nghiên cứu về các công ty kiểm toán mà mình yêu thích ngay bây giờ và mình nộp hồ sơ hay là mình đi thực tập? Chị quay qua tất cả các bạn sinh viên năm ba có thể đến công ty thực tập, tất nhiên là phải qua những cái vòng phỏng vấn và vòng làm bài kiểm tra ở công ty. Chị cũng tiếc là tại sao trong cái đợt chuỗi vừa rồi bọn chị làm ấy thì có 6 cụm trường kinh tế không có trường Thăng Long, nhưng mà các bạn đã thi một cuộc thi gọi là ươm mầm tài năng, và sau cái cuộc thi đó thì các bạn sẽ được miễn phí để thực tập ở, tức là được thực tập ở Magda mà có nhận thù lao trong vòng 6 tháng hoặc 3 tháng thực tập tại tất cả các phòng ở trong công ty. Nhưng mà rất tiếc là không có trường đại học Thăng Long trong cái đợt cái chuỗi năm 2018 vừa rồi chị làm, nhưng mà không có nghĩa là chị không welcome tất cả các em đến nhá. Ở Magda dịch vụ lớn nhất từ khi sinh ra Magda là năm 1994 thì người điều hành hay là chairman của Magda chính là bác Jean Max, là một người Pháp. Bác đến Việt Nam và bác ở công ty này dưới dạng là con của công ty Magda bên Pháp, nhưng tiền thân của Magda chính là dịch vụ kế toán. Dịch vụ kế toán là gì? Khác với các công ty bọn em đi làm sau này ra trường nhá. Chị cứ nói đùa với cả nhân viên của chị ý, là đi vào Magda và đặc biệt là làm cái phòng kế toán cho khách hàng. Tức là khách hàng sẽ gửi sổ sách cho mình và mình sẽ úp sổ cho họ. Cuối tháng mình lên báo cáo tài chính.
mình lên báo cáo quản trị, mình lên báo cáo theo chuẩn mực kiểm toán chuẩn mực kế toán quốc tế để gửi cho công ty mẹ. Thì chị sẽ nói đùa với các bạn là mới vào ấy, nhà các em chấp nhận phải làm công nhân ấy. Các em có biết vì sao cái nghề này người ta gọi là nghề công nhân không? Khổ nha, không phải là sung sướng gì đâu. So với các bạn cùng lớp mình ra trường, các bạn đi làm ở những cái doanh nghiệp, ví dụ như là công ty may hay là công ty sản xuất nước mắm hay là các công ty nói chung là về sản xuất, thì ngay lập tức khi các bạn đi vào, các bạn có thể tiếp cận được với rất nhiều những cái xuất nhập khẩu hàng hóa chẳng hạn này. Các bạn làm rất nhiều và cái mức khởi điểm lương của các bạn có thể cao hơn khi mà các em làm ở Baza. Chị tin là mức khởi điểm của Baza thì cũng không phải là thấp, nhưng mà có thể cùng một bạn ra trường, cùng hai bạn ra trường xuất sắc, có thể một bạn vào một cái trường mà vào một cái công ty mà chỉ là kế toán đơn thuần thôi, thì có thể lương bạn cao hơn mình khi mình làm ở Baza. Và làm ở Baza thực sự là làm công nhân nhé, các em mình không làm từ sáng cho đến tối, thậm chí có khi còn phải làm đến đêm mới có thể dở máy tính ra để làm để hoàn thành báo cáo cho khách hàng. Nhưng mà chị cũng phân tích một cái điểm khác biệt của em nhìn thấy nhá. 3 năm sau, khi các em làm Baza thì các em sẽ lên được cấp, thứ nhất là cấp thu nhờ trước, sau đó 3 năm các em lên senior. Thì cái lúc mà khi em lên được senior rồi, hay là cao hơn nữa, em lên supervisor hay là lên manager, thì cái lúc đấy lương của em sẽ làm sao? Sẽ khác với cái bạn mà ngay lúc đầu tiên có thể là điểm cao hơn em ở các công ty ABCD kia. Đấy là điểm khác biệt. Thêm nữa, cái kinh nghiệm của bọn em sẽ có rất nhiều, vì trong quá trình em làm ở phòng kế toán ở Baza, gọi là kế toán cho khách hàng nhé, chứ không phải kế toán cho Baza, thì em học được cái gì? Em học được tất cả các loại hình kế toán. Em được bốc sổ cho công ty sản xuất, công ty dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, thậm chí casino, thậm chí kể cả là những cái như là kênh truyền hình, và em được làm hết. Như vậy là sau khi bọn em làm ở Baza chỉ cần 3 đến 4 năm, thì các em đã có một cái gì, có một cái cánh rất là vững, các em có thể bay ở bất cứ ở nơi nào các em muốn. Nếu như không muốn tiếp tục cái sự nghiệp vất vả của Baza lúc đấy, chị xây là 5 năm đi, của em hoàn toàn có thể làm gì, là SE cho các tập đoàn lớn. Bây giờ bạn bè của chị phần lớn là các bạn sẽ chuyển sang để làm tư vấn tài chính này, hoặc là làm giám đốc kiểm toán, là giám đốc tài chính, hoặc là có thể làm chief accountant, đặc biệt là chief accountant ở các công ty khác. Và đấy chính là cái điểm thành công của các bạn mà đã xuất phát điểm. Chấp nhận là công nhân đúng không? Chấp nhận là công nhân một tí. Nhưng mà xuất phát điểm các em tất cả các bạn thì đổi lại là 3 đến 4 năm sau các em sẽ thành công rất là nhiều. Nhiều bạn thì bảo không, chị ơi em ra trường em thích làm lương phải cao ngay không? Lương em phải 10 triệu thôi, em không đi làm những chỗ 7-8 triệu cũng kiểu vào các công ty nước ngoài hay là các công ty mà chuyên về kế toán dự toán, đấy là lựa chọn các bạn. Nhưng các bạn có hiểu không, nếu như cái lương mà 10 triệu ngay từ khi các bạn ra trường á, thì các bạn sẽ làm với mức lương đấy một thời gian rất rất lâu. Và chị không biết khi nào các bạn lên được đến ví dụ 40-50 triệu chẳng hạn. Thế nhưng mà nếu mà làm ở Baza thì cơ hội mà bọn em được thăng tiến sẽ rất là tốt. Khi bọn em được đánh giá, được làm tốt công bằng hàng năm thì bọn em lên rất là nhanh hơn các bạn. Và hơn nữa là ra trường bọn em sẽ tốt hơn đúng không? Ở trong cái phòng kế toán ấy, chị vừa đấy chị cũng nói qua rồi, ngoài việc nhận chứng từ sổ sách của khách hàng, kiểm tra xem chứng từ có phù hợp với cả thông lệ thuế bình thường không, nếu có cái gì thì mình phải báo cáo cho khách hàng, mình bút sổ kế toán và mình làm báo cáo tài chính. Ở đây chị phân tích một tí nữa nhá, các bạn học chuyên ngành kế toán ngồi đây sẽ có một cái mindset ở trong đầu là mình là người công nhân chỉ đi bút sổ thôi. Nhưng bây giờ ấy, khi công nghệ 4.0 phát triển rồi thì cái việc bút sổ của các em cũng rất là đơn giản, chỉ có lợi và có phần mềm kế toán thôi. Chị cũng tin là ở trường Thăng Long bọn em đã học được các phần mềm kế toán rồi, vậy thì phần mềm đã hỗ trợ cho các em rất nhiều. Như vậy thì là nhiệm vụ của các em sẽ là gì? Nhiệm vụ của các em sẽ là các nhà tư vấn về kế toán cho doanh nghiệp. Khi các em bút xong một báo cáo tài chính cho khách hàng và các em nhìn báo cáo tài chính xem có những cái điểm nào mà nổi bộ ra mà người giám đốc của doanh nghiệp cần phải quan tâm, thì đấy chính là nhiệm vụ của các em. Nghe chị nói nhé, nhiệm vụ của các em không phải chỉ là đơn thuần đi nợ đi có đâu. Ở trên trường các em học của các thầy các cô chỉ là đi nợ đi có, là nhìn báo cáo tài chính và phân tích các chỉ tiêu của báo cáo tài chính thôi. Nhưng khi đi làm thì các em phải làm sao? Phải đưa ra được những cái tư vấn cho khách hàng, tư vấn cho chủ doanh nghiệp là ok, anh đầu tư chỗ này nó hơi nhiều quá, anh đầu tư tiền mà
rủi ro sẽ ở đâu, hoặc là anh kinh doanh mặt hàng này có rủi ro thì không, mặc dù trên giấy phép của anh có chẳng hạn, nhưng mà anh phải làm như thế nào để sau này không bị thuế và kiểm tra. Xin cho em một cái ví dụ về kế toán rất là quan trọng. Hàng ngày bọn em vẫn làm sổ kế toán cho khách hàng, các em vẫn làm báo cáo tài chính rất đầy đủ, và trên giấy phép đầu tư của khách hàng thì ghi là doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng 30 năm đấy, chứ không cần chính xác, ví dụ là 20 năm đi, do doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ABCD. Và kế toán cũng ngay lập tức là apply đúng cái miễn thuế của doanh nghiệp đấy. Nhưng đến khi mà cục thuế vào kiểm tra thanh tra ấy, thì câu chuyện đặt ra là cục thuế không chấp nhận cho miễn thuế, bởi vì là doanh nghiệp đã sửa đổi giấy phép đầu tư rất nhiều lần, đã tăng vốn lên rất nhiều lần. Và đây là một bài học kinh nghiệm cho rất nhiều công ty tư vấn và kế toán và kiểm toán mà đi. Tức là mọi người cứ assume là trên giấy phép có thì có nghĩa là không có vấn đề gì trong khi mình làm sổ thì nghiễm nhiên mình được, nhưng không phải nhá. Luật thuế thay đổi theo thời gian, vì vậy khi mình làm mình phải hoàn toàn hiểu, mình thấy doanh nghiệp có sự thay đổi rồi thì mình phải thay đổi theo. Mình không, tức là mình không được phép tự động cho doanh nghiệp được miễn thuế. Lần vừa rồi bọn em có biết cái trường hợp của Unilever, cục thuế thu được rất nhiều tiền bởi vì cũng cái việc được miễn thuế như thế này. Doanh nghiệp thì thể trên giấy phép hiện được miễn thuế, ok, tôi đúng miễn thuế. Bên tư vấn cũng thấy là không có vấn đề gì rủi ro lắm. Nhưng đến khi cục thuế năm vừa rồi là năm 2017, cuối năm 2017 thì chú Phúc ở trên doanh nghiệp lớn ở trên tổng cục thuế đã thu truy thu của Unilever rất là nhiều tiền, do cái lý do là mình cứ chứng cơ thu là mình có trên giấy phép. Đấy là cái mà chị chia sẻ bọn em tại sao về kế toán lại quan trọng như thế. Chỉ một cái nút để mở một cái tên mình ra thôi mà doanh nghiệp bị phạt thuế không biết bao nhiêu năm. Vì vậy là mình có nghĩ là mình chỉ có bất lợi cũng có theo những cái gì mình học trên sổ sách, mà mình phải làm như thế nào để mình nhìn thấy được cái rủi ro cho doanh nghiệp. Đấy biết là nhiệm vụ của các bạn tư vấn kế toán thời ngày nay nhá. Học kế toán ý, bây giờ hiện tại bọn em đang học CAS đúng không? Nhưng mà khi mà làm việc cho các công ty như Maya hoặc các công ty kiểm toán nước ngoài khác thì các em buộc phải học thêm cả chuẩn mực kế toán quốc tế, chuẩn mực kế toán quốc tế để các em biết được để làm báo cáo chuyển đổi. Tức là phần lớn một khi mình làm cho các công ty con ở đây, họ thuê mình làm toàn bộ, họ sẽ không duy trì một bài kế toán ở bên họ nữa. Mà lúc đấy ở bên họ chỉ còn cái gì cho em biết không? Chỉ còn duy nhất một người scan chứng từ cho em này, rồi là làm những cái thanh toán cho em này, và không nhiều nữa. Vì vậy là chị phải nói với em rằng là nhiệm vụ của các em là phải biết chuyển đổi báo cáo tài chính cho công ty mẹ của họ ở bên các nước kia. Họ thuê em để làm gì biết không? Họ thuê em được 4 tháng, họ có một cái báo cáo họ đọc, họ hiểu và họ làm consolidate ở bên công ty của họ. Vì vậy nếu như chị học ở trên trường của những kế toán Việt Nam của mình ấy, thì cũng chưa đủ hoàn toàn đâu, nhưng vẫn phải học thêm cái về các chuẩn mực về kế toán kiểm toán quốc tế và phải biết chuyển đổi báo cáo tài chính. Tất nhiên chị cũng không hy vọng là đến thời gian của em chuyển đổi được, và Maya thì lại rất thích chuyển các bạn là mới kinh luôn, tức là gần như là không biết là tốt về cái chuẩn mực kiểm toán quốc tế, có thể biết thì tốt mà không biết không vấn đề gì, và chị sẽ đào tạo ngay từ ban đầu cho bọn em để em có thể biết chuyển vào tài chính. Kế toán nó như một cái gì nhỉ? Kế toán nó như một cái dòng chảy. Đầu tiên là bọn em lấy những cái dữ liệu của quá khứ, đúng không? Đầu tiên là những dữ liệu từ quá khứ các em lắp lên thành một cái báo cáo tài chính. Rồi sau khi hoàn thành xong báo cáo tài chính thì em sẽ nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy tương lai của doanh nghiệp, nhìn thấy cái vị trí của doanh nghiệp hiện tại và nhìn thấy tương lai của doanh nghiệp. Đó là nhiệm vụ cơ bản nhất của ngành kế toán của chúng ta. Thành công trong lĩnh vực kế toán các em có thể làm ở rất nhiều các ngành nghề. Ở bên cạnh của cái ngành kế toán kiểm toán thì thứ hai chị giới thiệu đây là cái giới thiệu em qua về mô hình của Maya nhá, để các em thấy là Maya sau đó em sẽ ở đâu này. Thứ nhất là nếu mà mới vào internship chính là training, thông thường Maya sẽ cho tất cả các bạn sinh viên năm thứ ba và năm thứ tư có cơ hội để được thực tập, và cái này nó chỉ gọi là bonus cho sinh viên, tức là chị sẽ cho các bạn thực tập free. Nhưng mà các bạn vẫn được hưởng cái gì? Các bạn vẫn được hưởng lao động hàng tháng để các bạn đi làm ăn uống. Nhưng mà các bạn sẽ học được rất nhiều trong những ngày thực tập với cả tham gia. Và nếu như là sắp xếp full sau khi em qua cái vòng thực tập
vào được. Ví dụ như là bên audit thì cứ đến khoảng tháng 10 là sẽ có một cuộc thi rất là lớn. Bọn chị thường thi tổ chức thi ở trường Đại học Công Hoàng và cái số lượng sinh viên thi chị nghĩ là phải gấp 2, gấp 3 lần như thế này. Các bạn cũng có hồ sơ, xét tuyển hồ sơ và đến thi. Sau khi thi xong thì bọn em sẽ được nhận là assistant. Và thông thường là assistant sẽ có 3 level, 1, 2, 3. Thì có nghĩa là 3 năm sau sẽ lên là senior. Và tiếp tục như thế nên là manager, tiếp tục lên là senior manager, lên là director và cuối cùng là bác. Chị nói qua ở cái cục senior này nhá. Senior là những bạn mà khi mà đã đủ kinh nghiệm lead một team khoảng độ từ 3 đến 5 người, làm sổ kế toán cho khách hàng hoặc là book kế toán cho khách hàng, đấy là các bạn senior. Còn các bạn nên biết rồi là các bạn đưa ra được bao nhiêu tiền cho khách hàng. Khi em ở cái mức độ nên biết giờ này rồi thì có nghĩa là em sẽ đi làm SC cho các công ty khác của người đấy. Audit assistant có bạn nào học audit đấy không? Giơ tay đi xem nào. Tức là toàn bộ ở đây là kế toán đúng không? Nhưng mà kế toán thì cũng có thể mơ ước mình làm kiểm toán được đúng không? Chị nhớ là khi chị ra trường ấy, là chị làm kiểm toán ấy. Chị làm kiểm toán của các công ty được 10 năm. Thì sau đó thì chị đến sang một công ty tư vấn về kế toán là TNS. Và cuối cùng việc đứng chân của chị hiện tại bây giờ là Mazda. Nhưng mà đối với chị, khi chị ra trường ấy, chị cũng chia sẻ với em luôn là nghề kiểm toán chưa có ở trên thị trường. Nhưng nó cũng là cho chị một cái challenge rất là lớn. Tức là chị muốn tìm hiểu xem nó là cái gì. Và nhất định chị phải đi vào kế toán. Nhưng bây giờ khi chị làm công việc kế toán rồi thì chị thấy là làm kế toán nó cũng rất là mông lung, nó chỉ là cái gì nó ở trên top thôi. Và thực sự khi mà các em cũng về kế toán ấy, thì các em mới thấy là các bạn kế toán thì thường lắm. Các em khi mà có sổ kế toán mà khi các em gặp các bạn kế toán đến làm ấy, thì nó cũng bình thường thôi. Tức là mình cũng nghĩ là các bạn sẽ rất là giỏi nhưng mà các bạn sẽ không hiểu được bằng các em đâu. Khi các em cốt các em sẽ hiểu kỹ là doanh nghiệp nó đang bị hỏng ở đâu, doanh nghiệp nó đang làm sai ở chỗ nào. Chứ mà các bạn kế toán sẽ không nhìn thấy, các bạn chỉ nhìn thấy thôi. Quá là lớn, quá là trọng yếu thì các bạn coi ai ra được. Thế còn tất cả những bước toán mà kế toán là thích quốc kinh nhưng mà kiểm toán không thể nhìn được. Đấy là tài của cái người kế toán. Thế còn kiểm toán sẽ không nhìn được cái đấy. Nhưng mà chị đồng ý là kiểm toán nó cũng có một cái challenge rất là vui. Là các em có thể đi đây đi đó. Hôm nay ở chỗ này, ngày mai ở chỗ khác. Rồi là các em được làm theo đi. Ví dụ là rồi mang ra có 2 tuần làm kiểm toán ở Vinpearl Nha Trang. Thì hôm qua chị ngồi chia sẻ với một bạn ở công ty chị. Bạn hỏi chị ơi thích lắm chị ạ. À, cả đêm bọn em đi kiểm kho, xong rồi cả ngày bọn em đi chơi ở Vinpearl. Thì đấy là những cái mà challenge cho tuổi trẻ bọn em. Nó sẽ được vui, sẽ được đi rất nhiều nơi ở các nước. Thậm chí là kiểm toán ở Lào, Campuchia hay là các nước gần đây là các bạn cũng được đi hết. Đấy là nghề kiểm toán. Nhưng đổi lại là kiểm toán sẽ vất vả hơn kế toán một chút. Tức là đến cái mùa cuối năm ấy, thì các bạn kiểm toán gần như là không có thời gian ngủ nghỉ đâu, các bạn sẽ phải làm rất nhiều luôn. Kế toán thì là tâm trí và hàng tháng thôi. Nhưng kiểm toán thì thực sự là các bạn sẽ rất là vất vả. Chỉ có những hôm chị chứng kiến các bạn phải làm đến 2-3 giờ sáng không. Mà sáng hôm sau lại phải có mặt ở khách hàng để tiếp tục làm phim chích. Cái thời bọn chị ngày xưa cũng thế, kiểm toán rất vất vả. Nên nếu mà chọn đi theo con đường nào thì các em có thể lựa chọn. Mazda cũng có một phòng kiểm toán rất là lớn ở cả Hồ Chí Minh và Hà Nội. Làm kiểm toán thì cũng cơ con những cái test ở detail rồi là nói chung là rất rộng. Nhưng bọn em làm kế toán nhưng sẽ không hiểu sâu vào cái việc em làm kế toán. Ở Mazda đặc biệt có một cái phòng là gọi là phòng tách. Thì khi bọn em được vào làm phòng tách này thì bọn em sẽ hiểu về rất nhiều về thuế Việt Nam. Và chị cũng cho bọn em một lời khuyên ngay tại ngày hôm nay nhá. Nếu có thời gian ấy, thì tranh thủ vào các cái lớp thuế để hiểu. Nó cũng chỉ có 4-5 lần lần thuế quan trọng nhất thôi thì đọc để hiểu trước. Thì sau này khi mà phỏng vấn mà các em qua được cái vòng phỏng vấn thuế là các em thành công 50% rồi. Thế thì bây giờ cái rủi ro ở Việt Nam thì chính là thuế. Chứ còn kế toán thì cuối cùng các em kiểu gì cũng cân mà. Cuối ngày của kế toán thì kiểu gì lần thì có cũng cân nhau đúng không? Chỉ có là phúc nhận từ tài khoản A sang tài khoản B thì ta làm các bạn điều chỉnh thôi. Nhưng đối với thuế thì khi mà em đã nhầm hay em xác định nhầm thì có nghĩa là ảnh hưởng đến thiếu thuế của doanh nghiệp, nợ thuế của doanh nghiệp. Mà khi mà cục thuế vào kiểm tra rồi thì không những là một cái tiền thiếu nợ thuế đấy mà các em còn phải nộp gì? Chậm tiền phạt chậm nộp cũng như là gửi tiết kiệm 0,03% một ngày.
tức là khoảng 18 phần bao nhiêu phần trăm của năm, thì chị giảm rất là nhiều. Nên bọn em nếu mà học thì phải học kỹ về môn thuế, thì môn thuế chính là mấu chốt của các bạn kế toán. Thợ khó không quan trọng quá đâu. Vậy để làm những công ty kế toán như thế bọn em cần cái gì? Thứ nhất là international skill, tức là phải có một kỹ năng. Cái này chị không phân tích sâu quá, bởi vì bây giờ em năm thứ 3 và năm thứ 4 rồi, thì nghe trường là vẫn phải học ở trên trường trước. Còn sau này khi ra trường rồi thì phải trao dồi thêm những kiến thức của như chị chia sẻ với em biết. Tức là phải có kế toán, kiểm toán thì phải có học AS, AS đúng không? Rồi là học về tiếng Anh đúng không? Và một người mà thành công nhất ở trong lĩnh vực này thì các em hình dung ra sẽ có cái gì đây? Phải biết communication skill này, phải có EMOS, tức là cái này là cái cảm nhận của mình về công việc này. Phải đặt chân của mình vào vị trí của khách hàng này, phải làm việc theo team work này, hay là phải biết supervisor lẫn nhau này, phải lắng nghe này, phải biết quản lý thời gian này, và không gây áp lực cho mình về thời gian. Hôm nay chị đến đây chị cũng rất là ngạc nhiên khi là bọn em rất là đúng giờ. Chị cũng cảm ơn về cái tinh thần đúng giờ và nhiệt huyết. Nếu những bạn này vẫn giữ được cái tinh thần như thế thì đi làm với công ty nước ngoài rất là điều hiển nhiên, và đặc biệt là vào Ba Gia thì không có gì là khó khăn hết. Ở Ba Gia chị nói qua về vòng tuyển dụng của quá trình dung nhá. Thứ nhất là bọn chị không đăng quảng cáo nhiều đâu. Có em lên trang web của Ba Gia mà có cái Facebook của Ba Gia hay là fanpage của Ba Gia bọn em sẽ đọc thấy. Khi nào có vòng tuyển dụng thì bọn em có hồ sơ. Và khi mà bọn em có hồ sơ vào rồi thì sẽ vòng đầu tiên sẽ là bên phòng nhân sự họ xét duyệt hồ sơ. Và bước thứ hai nữa là nhưng mà nhớ nhé, đừng để cái CV của mình mà rơi ngay từ cái vòng gửi xe đạp. Chị cứ hay đùa là như thế. Vậy thì Mazda cũng có một cái riêng lên trên fanpage của Mazda là có sửa CV cho các em. Các em có thể gửi CV về, sẽ có các bạn hướng dẫn em viết như thế nào để cho nó đẹp, hoặc viết như thế nào để cho nó thu hút. Đấy là cái vòng sửa CV thường bọn chị hay tổ chức ở các trường kinh tế và sửa CV miễn phí. Đấy là vòng đầu tiên. Nhưng mà nhớ nhá, mình học không bị giỏi nhưng mà cố gắng là cái CV mình viết cho nó như nào, cho nó thật là hay và cho nó ngắn gọn hơn, đừng viết dài quá. Và chị đặc biệt khuyến khích những bạn mà có kinh nghiệm làm những cái công việc mà không phải chuyên môn nhá, ví dụ đi phục vụ nhà hàng hay là đi bán cà phê hay là đi bán quần áo, các em đừng ngại gì cả, các em cứ chia sẻ trong CV đi. Chị không biết các bạn khác quan điểm như nào, nhưng với chị, những bạn đã có kinh nghiệm ở trên cuộc sống rồi ấy, thì làm cái gì cũng sẽ nhanh hơn, nếu bạn chỉ trên giấy vở thôi. Nên các em hoàn toàn có thể thích nam để đi làm một công việc mùa hè hoặc là đi làm công việc mà không phải là mang tính chất quá là chuyên ngành, và nên viết vào CV. Đấy là quan điểm của chị nhá. Tất nhiên là em không nên viết quá cái sâu quá về đấy, em có thể chia sẻ qua là trong cái quá trình em đi phục vụ cà phê ở Hilton, em đã làm những cái gì, hoặc là em đi làm keo. Chị xin lỗi em là trước đây nhân viên của chị có một bạn ghi cho chị như thế này: làm waiter ở khách sạn Metropole 3 năm, nhưng sau đó là offline vào vị trí audit assistant. Và khi mà cầm cái CV của bạn trai ấy lên thì chị rất là ngạc nhiên, chị bảo tại sao làm waiter 3 năm, học trường đại học và thương ra trường nhá, mà đi làm waiter, tức là đi làm gọi là như cái bạn đeo đứng ở ngay ngoài khách sạn ấy. Chị cầm cái CV đấy thì chị nói thật là chị cũng rất là ái ngại. Bởi vì có thể lúc đấy mình chưa có đủ điều chứng chắn như ngày hôm nay mình đến đây nói chuyện với các em. Nhưng mà sau đấy thì tất cả mọi người đã phỏng vấn anh chàng đó và bạn ấy đã thành công để vượt qua làm kiểm toán. Bạn ấy vào làm assistant. Và sau 45 năm bạn ấy làm đang dần với chị. Thì bây giờ em biết bạn ấy đã làm gì không? Anh ấy tên là Minh Tiến Đạt và bây giờ anh làm phó tổng giám đốc của Vistan Việt Nam, tập đoàn xi măng ở Bình Định. Rất là giỏi luôn. Thưa chị, ý chị nói là xuất phát điểm của anh ấy không có gì cả, nhưng mà anh ấy hoàn toàn có thể ghi trong CV của anh là 3 năm anh ấy làm bây giờ. Nếu như bình thường thì mọi người sẽ thì không thích đúng không? Nhưng mà cuối cùng thì anh đã thành công, và bây giờ anh ấy cực kỳ thành công khi anh chỉ làm kiểm toán 5 năm, và bây giờ anh ấy làm một vị trí rất là cao ở bây giờ. Sinh năm 1982. Đấy là một trong những assistant của chị, cái lứa đầu tay chị làm kiểm toán ở bên đó. Nhưng các bạn thành công hơn chị rất nhiều, nhưng không phải vì thế mà chị tiếc. Tại sao lại mình lại không bằng các chị ý, hay là không bằng các bạn ý? Thì chị đã dành tất cả những kinh nghiệm của chị để rút ngắn cái thời gian phải học cho các bạn ấy rồi. Lẽ ra các bạn ấy phải theo chị đi học từng bước một, nhưng đổi lại chị cũng có rất nhiều thời gian để chị học rồi và chị truyền đạt cho các bạn ý, và rất nhiều các bạn đã thành công.
tự nhiên thì gọi họ là như kiểu như là vào cái nghề như kiểu lò luyện ấy, khi các em đã thực sự tâm huyết với nghề các em làm và em ra đời thì sẽ thành công rất là lớn, sẽ cao. Còn khi từ vào Mata rồi thì cuối cùng năm họ chỉ review một lần để tăng lương. Mức lương tăng sẽ tùy thuộc vào cái gì, cái câu công bằng của các em. Ở Mata thì bọn em sẽ được support một số điểm, ví dụ như là sau 2 năm bọn em sẽ được mua cái bảo hiểm gọi là bảo hiểm y tế, tức là em được đi khám bệnh không có mất tiền, chứ không nói về bảo hiểm xã hội của nhà nước nhá. Nhưng mà Mata là nó support được cái bảo hiểm đó thì các em có thể nằm viện, nằm viện mất hay là làm việc chuyển phát, đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là trong cái KL của em thì bọn em có thể học được các cái môn, được cái môn chuyên ngành như là ACCA hay là CPA của Úc hay là CPA Việt Nam. Tại vì Mata thì cũng tự hào là họ là partner của những cái phương, ví dụ như là CPA Úc này, hoặc là ACW này, hoặc là ACCA. Các em có thể được tài trợ về học nếu như cô công bật của một số và cống hiến cho Mata, và đặc biệt là ở Mata khi mà có phí học phí cho em rất là cao, nhưng mà cũng không có một cái commitment gì bắt bọn em là phải làm 3 năm cho Mata để trả hết cái tiền đấy cả. Đấy là điểm khác nữa. Vậy thì lý do gì mà mình không cho Mata nhỉ? Đúng không? Hoặc là lý do các công ty kiểm toán quốc tế, kế toán. Vậy thì lý do gì tại sao bây giờ mình không cố gắng giảm bớt khoảng 50% thời gian lướt Facebook của mình đi để học thêm thuế đấy, đúng không? Mata là một công ty kiểm toán toàn cầu. Thì các em đã thấy rồi đấy. Có ở trên 93 quốc gia và bây giờ là 94 rồi. Mata là công ty chỉ nói từ đầu rồi là một công ty kiểm toán có số lượng doanh thu hiện tại là lớn nhất ở Việt Nam và tự hào là trong top 10 của các công ty kiểm toán Việt Nam. Đây là các khách hàng của Mata. Các em có thể nhìn thấy đây, tất nhiên là không phải là thương hiệu nhiều, nhưng mà đây là những cái mà bọn em đọc, các bạn có thể thấy được luôn. Hiện tại Mata làm cho rất nhiều các hãng về doanh nghiệp hay là về dịch vụ hay là về khách sạn, hay là đây là ví dụ như phần mềm kế toán gọi là McAfee là một dịch vụ của Intel ở trước, thì bây giờ McAfee là anh em với cả Intel. Ở Mata chị chia sẻ luôn là mọi người làm rất là lâu. Chị do Mata chỉ mới được có 3 năm từ đến ngày hôm nay thôi, nhưng mà có những anh chị là làm Mata từ lúc Mata sinh ra đời, tức là chị có chị Huyền và chị Hải và bác Trang Mát và ba người đi theo Mata từ năm 1994 cho đến bây giờ. Tức là mọi người làm và không có chuyển phôn hay là không có đi đâu hết, bởi vì ở Mata thì nó nhỏ, nó không bao hẳn như là các công ty kiểm toán khác, nhưng về môi trường và về ở Mata thì chị không dám tự hào đâu, nhưng mà chị phải khẳng định rằng là nó sẽ gần gũi nhau hơn, nó sẽ như là làm em sẽ cảm thấy nó như một cái family của em ấy, có anh chị em, có các bạn, nó gần gũi lắm. Ví dụ như là vừa mới hôm qua Mata tổ chức một buổi outing ở Thung Nham, thì cứ 3 tháng một lần là Mata sẽ đi chơi, gọi là đi chơi outing. Đấy là của đi chơi nhỏ, còn cứ 2 năm thì công ty sẽ, toàn bộ công ty sẽ đi chơi. Chị vừa mới đi hôm qua về với cả văn phòng là 9 giờ tối hôm qua cũng có về đến đây, đã đi thứ 6, thứ 7. Thì Mata luôn luôn có những cái activity như thế. Ở Mata có một điểm đặc biệt nữa là không được nhiều bạn nam đâu. Nên nếu mà bạn nam nào muốn vào Mata mà một CV thì chị tin chắc là được cân nhắc trước. Đây là các cái hoạt động của Mata nhé. Mata thì thường đi làm tài trợ này, hay là đi chạy này, hay là tham gia những cái buổi talk show này, hay là đi training cho các đối tác. Bên cạnh đó thì Mata luôn luôn giữ một cái khẩu hiệu tức là work life balance, làm việc nhưng mà không quá làm việc nhiều, và đảm bảo cho vừa làm việc các em vừa được thoải mái đi chơi hay là các em relax. Cái quan trọng nhất khi bọn em đến thì bọn em cảm thấy là mình đến cái công ty mình làm mình cảm thấy vui ấy, thì mới đến. Còn khi mình cảm thấy là đến công ty làm mệt lắm thì phần lớn là các bạn sẽ không đến nữa và các bạn sẽ đổi công ty thôi việc. Cái quan trọng nhất của chị là các bạn đến công ty các bạn phải thực sự một buổi sáng thức dậy như này, ngày như ngày hôm nay đến đây thì đảm bảo sẽ rất có nhiều em mệt mỏi lắm, các em đến đây để làm cái gì cũng giống như 3 năm sau thôi. Khi các em đến làm ở Mata hay làm ở công ty khác, khi có em ngủ dậy mà thấy trời không ngã ổn ấy, nó tìm đây ấy, hoặc có người gì
đấy thì có nghĩa là đấy là mình không thích hợp với cái môi trường mình đang làm việc nữa rồi. Đấy là cái thời gian báo hiệu cho em là em nên chuyển công việc khác hoặc em nên chuyển một cái gì đó khác để chúng ta không bị chán. Con người chỉ có thể thành công khi mình thực sự có thích cái mình đang làm. Còn nếu mình không thích thì ngay lập tức phải chuyển, không được ngồi nhìn lại gì đấy nữa. Nhớ chị Thành nhá, không bao giờ được cố gắng bắt mình phải làm theo đấy. Thì vậy ở Mazda môi trường làm việc rất là tuyệt và các bạn lúc nào đến văn phòng cũng ôi em chào chị, em chào anh, hoặc là ví dụ ok để anh lấy nước hộ cho hay là anh làm cái này cái kia hộ cho, nó sẽ cảm thấy như nào, nó sẽ cảm thấy rất là vui và không cảm thấy nhàm chán. Còn nếu như đến Mazda làm việc mà em cảm thấy là ôi hôm nay lại phải trả cho chị Yến 4-5 cái file như này không thể làm được cái việc lắm, thì lúc đấy sẽ rất là căng thẳng. Vì vậy ở Mazda mọi người sẽ có team building 3 tháng một lần và 1 năm thì sẽ có một lần tổ chức toàn lực 2 miền. Được rồi, bọn em có thể nhìn thấy ở đây là Mazda làm được ngay 229 Tây Sơn này, hay là hôm nay về thử bỏ bớt là khoảng 2-3 phút trên Facebook của Mazda hoặc là nhìn website của Mazda, bấm like cho chị xem là hôm nay chị được mấy like. Đây nhá, đây là địa chỉ của Mazda, bọn em có thể contact này. Mazda Hồ Chí Minh là tầng 10 và 11 của Garden Tower, còn ở Hà Nội là 229 Tây Sơn, là cái tòa nhà nhìn bách ấy, cái tòa nhà mà có lốp xe. Ok, chị rất cảm ơn mọi người, cho dù là cũng có những người ngủ bụng nhưng mà tôi cũng rất là xin lỗi bọn em vì hôm nay là chủ nhật mà các bọn em phải đến đây phải nghe, phải lắng nghe mà phải suy nghĩ, phải mất thời gian một chút và cũng hơi là mệt mỏi. Chị xin tạm dừng buổi chia sẻ ở đây. Thì nữa có câu hỏi gì thì các em có thể hỏi và chị sẽ cố gắng chia sẻ tất cả những cái gì mà chị đã có trong gần 20 năm đi làm của chị. Ok không?